Sau những thành công và tiếng tăm mà loạt phim Garo đã tạo trên thị trường, với mong muốn thu hút người xem anime biết đến dòng phim Garo, nên nhà sản xuất đã quyết định mở rộng Garo và lấn sang lĩnh vực anime bằng dự án Garo The Animation. Đến thời điểm hiện tại thì dự án này đã có được 3 bộ phim là Garo Hono no Kokuin, Viêm Khắc Ấn, Garo Gurenosuke, Hồng Liên Nguyệt và gần đây nhất là Garo Vanishing Line. Một điều lưu ý là các câu chuyện trong Garo The Animation đều nằm ngoài và không liên quan gì đến các tuyến truyện của nhà Sejima hay Ryuga. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Qua kịch bản lần này được chắp bút bởi Kami, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về bộ phim Garo Hono no Kokuin hay Viêm Khắc Ấn nhé. Garo Hono no Kokuin là bộ phim gồm 24 tập và một movie được chiếu từ ngày 3 tháng 10 năm 2014 và kết thúc vào ngày 27 tháng 3 năm 2015, được thực hiện bởi Studio MAPPA và được viết bởi biên kịch Kobayashi Yasuko. Giờ chúng ta bắt đầu với việc tìm hiểu cốt truyện của bộ phim này nhé. Khác với các bộ Garo của TV series lấy bối cảnh hiện tại hoặc tương lai, thì Viêm Khắc Ấn lấy bối cảnh ở Valiante và cuối những năm thời kỳ tăm tối và đầu thời kỳ phục hưng. Trong lịch sử, thời kỳ tăm tối được dùng để nói đến sự suy thoái văn hóa, kinh tế xảy ra ở châu Âu sau khi đế chế La Mã suy tàn. Đây cũng là khoảng thời gian nổi lên các cuộc săn bắt và xử tử những người được cho là phù thủy. Lúc bấy giờ, một ma giới tu sĩ sa ngã vào bóng tối tên Mendoza, đồng thời cũng là hộ vệ của hoàng đế, đã buộc tội những ma giới kỵ sĩ và tu sĩ của ma giới hội nhằm truy lùng và khiến họ bị xử tử công khai. Trong số nạn nhân của Mendoza có một ma giới tu sĩ tên Anna. Trong một lần tẩu thoát bất thành khỏi cuộc truy bắt, cô đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Trước khi chết, cô đã kịp hạ sinh một đứa bé và được một người đàn ông mang danh tuyệt ảnh kỵ sĩ Zoro có tên German Lewis đưa đi. Đứa bé đó là Leon Lewis, nhân vật chính của bộ phim và cũng là hoàng kim kỵ sĩ Garo khi chỉ mới 17 tuổi. Chính vì được mẹ sinh ra trong lúc bị hành hình nên những ngọn lửa đã hòa hợp với cậu tạo thành viêm khắc ấn, rực cháy cùng lòng thù hận bên trong cậu. Nhiều năm sau, Valiante lâm vào khủng hoảng vì Mendoza tạo ra các horror nhằm bành trướng thế lực để chiếm đoạt lấy ngai vàng. Hoàng tử Alfonso sau khi phát hiện ra âm mưu của Mendoza liền bỏ trốn khỏi lâu đài để tìm đến Garo giúp đỡ cho mình lấy lại ngai vàng. Trên đường đi, cậu gặp được Rafael Banderas, kiên trận kỵ sĩ Gaia và được ông huấn luyện những kỹ năng chiến đấu cần thiết. Sau này, khi Rafael hy sinh để bảo vệ cậu trước horror, Alfonso đã kế thừa ý chí của ông và trở thành kỵ sĩ Gaia. Lúc này, Leon cũng đang trên đường trở về vùng đất nơi mình sinh ra để báo thù cho mẹ. Leon gặp được Alfonso, hiểu ra họ có chung kẻ thù, đều mang cho mình dòng máu hoàng kim kỵ sĩ kế thừa từ ông ngoại. Họ cùng với German, cùng ma giới tu sĩ Emma Guzman trở lại Valiante để tiêu diệt Mendoza. Trong trận chiến với Mendoza, Alfonso nhận ra Leo chỉ muốn báo thù mà không hề quan tâm tới những người xung quanh nên đã làm cho người dân Valiante chịu cảnh thương vong. Cậu cho rằng Leon không có đủ tư cách để trở thành hoàng kim kỵ sĩ nên đã vung thanh kiếm Garoken triệu hồi hoàng kim giáp rồi tiêu diệt Mendoza. Sau khi trận chiến kết thúc, Alfonso chính thức thay thế Leon trở thành hoàng kim kỵ sĩ. Ban ngày, cậu là hoàng tử giúp người dân gây dựng lại cuộc sống sau khủng hoảng do Mendoza gây ra. Ban đêm thì cậu là ma giới kỵ sĩ đi diệt trừ horror. Còn Leon vì quá sốc khi bộ giáp của mình bị lấy đi nên cậu đã tìm đến một vách núi rồi gieo mình xuống vực. Sau khi tự vẫn nhưng bất thành, Leon được một cô bé nông dân tên Lara cứu sống. Từ đây, Leon có cảm tình với Lara. Cậu sống một cuộc sống yên bình như những người bình thường. Nhưng sự yên bình đó của Leon không kéo dài được bao lâu thì horror xuất hiện và tàn phá cả ngôi làng, giết chết Lara. Sau cái chết của cô bé, cậu nhận ra Mendoza vẫn còn sống và hiểu ra sức mạnh của cậu phải đi kèm với trách nhiệm bảo vệ những người xung quanh chứ không phải chỉ vì mục đích báo thù. Leo lại một lần nữa quay trở lại Valiante. Cậu nhận lại hoàng kim giáp và danh xưng Garo từ Alfonso để đối đầu với Mendoza trong trận chiến cuối cùng. Tiếp theo, ta sẽ điểm mặt dàn nhân vật chủ chốt trong bộ phim này nhé. Đầu tiên, Leon Lewis, hoàng kim kỵ sĩ Garo. Tính tình ít nói, lạnh lùng, từ nhỏ đã được nuôi dạy và huấn luyện để trở thành một kỵ sĩ bởi người cha German Lewis, luôn mang trong mình ý muốn trả thù cho cái chết của mẹ. Hai cha con này thường không ở một chỗ quá lâu mà họ nay đây mai đó, tiêu diệt horror, bảo vệ cho người vô tội. Tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng Leon sở hữu kiếm thuật vượt trội hơn hẳn cả cha mình và các kỵ sĩ lớn tuổi hơn. Do mang trong người viêm khắc ấn nên bộ giáp Garo của cậu có những vết nứt và từ đó phát ra những trận lửa dữ dội mỗi khi cậu lên cơn nổi giận. Về sau, khi lòng thù hận đã không còn, bộ giáp của Leon cũng trở về hình dạng đúng với bản chất vốn có của nó. Tiếp theo, German Lewis, tuyệt ảnh kỵ sĩ Zoro. Trái ngược với cậu con trai, German là một tay chơi thực thụ, đồng thời cũng rất yêu thương con trai mình. Sau khi Anna mất, German đưa Leon đi khắp nơi để tập luyện và chiến đấu với horror. Ông là kỵ sĩ có kiếm thuật cao tay mà chỉ có Leon mới có thể sánh bằng. Từ khi Leon nhận lấy danh xưng Garo, German thường hay ngủ cùng với những người phụ nữ khác với hy vọng có thêm một đứa con trai để kế thừa bộ giáp của mình. Alfonso Saint Valiante, kiên trận kỵ sĩ Gaia, em họ của Leon, hoàng tử của Valiante.
Cậu bị nhiều người cho là một tên chỉ biết ăn chơi, nhưng thật ra cậu là một vị hoàng tử luôn quan tâm đến người dân của mình, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Ngoài ra, cậu còn có tố chất của một vị lãnh đạo tương lai và không quay đầu bỏ chạy mỗi khi đối mặt với nguy hiểm. Để có được sức mạnh cứu lấy vương quốc của mình, cậu đã theo học tập Raphael và trở thành kiên trận kỵ sĩ Gaia để kế thừa ông. Giờ hãy cùng chúng mình đánh giá một cách toàn diện về Garo Hononokokuin, viêm khắc ấn, xem nó có những ưu, nhược điểm gì nhé. Về phần nhân vật, tuyến nhân vật trong viêm khắc ấn đều được khai thác một cách triệt để cả chính lẫn phụ, và giữa họ luôn có một sự tương tác qua lại với nhau, như việc German và Leon tuy là hai cha con nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Leon chưa bao giờ thích thú với những trò đùa quá lố của cha mình. German tuy thích ăn chơi nhưng lại là một người thầy, người cha khôn ngoan mà không ai có thể sánh bằng. Mình thật sự thích cách phim đẩy cao trào mối quan hệ giữa hai người họ khi cho Leon dung hợp bộ giáp của mình với bộ giáp của German để chiến đấu với Mendoza. Còn Emma, đây là một nhân vật tạo ra nhiều bước ngoặt cho cả bộ phim. Cô luôn là nguồn động viên của hai cha con Leon trong những lúc khó khăn nhất. Còn về nhân vật Alfonso, đây là một nhân vật thực sự thú vị, người em họ của Leon. Ở cậu toát lên một sự đối lập rõ rệt trong tư tưởng chiến đấu so với Leon. Alfonso là một bệ phóng vô cùng quan trọng tác động đến những biến chuyển tâm lý cũng như sự phát triển nhân vật của Leon sau này. Là một trong những nhân tố then chốt giúp cho Leon trở thành hoàng kim kỵ sĩ thực thụ, xứng với cái danh xưng Garo mà cậu ta đang mang trên mình. Và đặc biệt, khi nhắc tới nhân vật của viêm khắc ấn, ta không thể bỏ qua tay phản diện chính của cả bộ phim, Mendoza. Đối với mình, Mendoza thực sự là một tay phản diện cực kỳ có tầm, tới từ một tạo hình toát lên đầy phong thái của một kẻ gian xảo với những toan tính, âm mưu vô cùng hiểm độc. Hắn là kẻ phản diện rất có đầu óc khi luôn vạch ra sẵn những kế hoạch để có thể đối chọi với những ma giới kỵ sĩ, tu sĩ khác dám chống lại hắn. Không những vậy, tuy không phải kẻ có quyền hành cao nhất, nhưng Mendoza đứng trong bóng tối, giật dây thao túng những thế lực phía trên, làm lũng đoạn thành phố Valiente. Điều này cho thấy rằng đây hẳn là một nhân vật vô cùng có máu mặt. Có lẽ viêm khắc ấn đạt được sự lôi cuốn, thành công tới vậy nhờ một phần rất lớn từ việc xây dựng thành công một kẻ phản diện như Mendoza. Và có thể nói, đối với mình, Mendoza là một trong những kẻ phản diện ấn tượng nhất trong tất cả loạt phim Garo. Về phần cốt truyện, tuy cốt truyện của bộ phim không có liên quan đến các phần phim trước đây thuộc vũ trụ phim Garo, song bộ phim vẫn bám sát được nguyên tắc của cả dòng phim về sự u ám, nặng nề, kịch tính trong từng tập phim. Điều đặc biệt nữa là các bộ giáp từ trước tới nay đều được truyền từ cha sang con hoặc từ sư phụ cho đệ tử, nhưng chưa có một series nào có cảnh truyền lại bộ giáp trực tiếp cho người thừa kế. Câu chuyện về Leon và Alfonso nhận được bộ giáp của mình là một yếu tố mới mẻ trong bộ phim này. Các bộ giáp trong phim đều được đầu tư rất nhiều về mặt đồ họa. Ngoài ra, bộ giáp cũng có thể biểu lộ được cảm xúc của người đang mặc như giận dữ hoặc khi người đó đang khóc, chứ không chỉ đơn thuần là một bộ giáp tĩnh như các phiên bản trước đây. Phần hành động của phim cũng đẩy nhanh hơn. Và vì đây là một bộ phim lấy bối cảnh ở châu Âu nên kiếm thuật mà Leon dùng cũng có nhiều điểm giống với phong cách kiếm thuật Iaido. Điều mình thấy khá đáng tiếc là Zaruba không có được nhiều đất diễn như các phần phim trước đây. Là một ma đạo cụ hỗ trợ không thể thiếu của hoàng kim kỵ sĩ trong việc chiến đấu, nhưng ở phần phim này, Zaruba chỉ đơn thuần là một công cụ giúp giữ cho ngọn lửa của Leon không bị mất kiểm soát và chỉ lên tiếng khi được hỏi về một vấn đề gì đó. Điều này phần nào khiến cho Zaruba của viêm khắc ấn trở thành tuyến nhân vật một chiều, mờ nhạt, không đóng góp nhiều cho mạch phim cũng như cảm xúc của người xem phim. Việc phát triển nhân vật Leon cũng trải qua khá nhiều bước ngoặt để cậu có thể dần dần trưởng thành và trở thành một kỵ sĩ thực thụ. Có 3 bước ngoặt mình cho là có ảnh hưởng lớn nhất đến Leon. Đầu tiên là cái chết của Lara. Đây là yếu tố cần thiết và cũng là bước đầu để phát triển nhân vật Leon. Trước khi biết tới Lara thì Leon chỉ có một mục đích chiến đấu duy nhất là trả thù mà không quan tâm tới những người xung quanh mình. Sau khi mất đi bộ giáp Garo, Leon đến sống cùng một gia đình nông dân và làm bạn với cô con gái của họ, Lara. Mối quan hệ giữa Lara và Leon được phát triển đến mức mà cả gia đình Lara lẫn người xem đều mong họ có thể trở thành một đôi. Không may thay, bọn Horror đã xuất hiện và phá hủy mọi thứ. Ngay cả với kỹ năng chiến đấu của mình, Leon cũng không thể ngăn chặn được bọn Horror mà không có ma giới kiếm và ma giới giáp trong tay, nên đành phải chịu cảnh nhìn cả gia đình của Lara bị sát hại trong bất lực. Chính tại thời điểm này, Leon đã nhận ra trách nhiệm thật sự của một người kỵ sĩ là bảo vệ cho mọi người. Sự mất mát đó chính là bàn đạp thúc đẩy cậu chiến đấu. Tiếp theo là cuộc so tài giữa Leon và Alfonso. Để chứng minh rằng mình xứng đáng có lại hoàng kim giáp, Leon đã thách đấu Alfonso trong một trận đấu tay đôi. Đây không phải là một trận đấu sinh tử, song nó lại mang đến cho người xem cảm giác phấn khích với nhịp độ rất nhanh, những cảnh quay ở góc độ sáng tạo trên nền nhạc đậm chất thơ. Đây còn là một trận đấu hiếm hoi giữa Leon và Alfonso khi cả hai không chịu hồi giáp. Cuối cùng, khi trận đấu cho thấy được Leon đã không còn bị lòng thù hận làm mờ mắt và cậu đang chiến đấu vì mọi người, một minh chứng quả quyết cho việc Leon đã hoàn toàn xứng đáng kế thừa lại danh xưng Garo, trở thành người bảo vệ cho nhân loại, xua tan bóng đêm bằng thanh gươm của người kiếm khách độc hành. Và cuối cùng là trận chiến quyết định giữa Leon và Mendoza. Đây cũng là trận chiến cao trào nhất của cả bộ phim khi cả hai bên đều thúc đẩy sức mạnh của nhau vượt qua giới hạn. Mendoza càng mạnh bao nhiêu thì Leon lại nâng cấp sức mạnh của mình lên bấy nhiêu bằng việc kết hợp bộ giáp Garo với bộ giáp Zoro.
Trận chiến này đóng vai trò hoàn thiện con người của Leon, gắn kết cậu với những người còn sống và những người đã khuất. Bên cạnh việc phát huy những điểm tốt đẹp trong con người của Leon, nó còn cho thấy sự tàn bạo, hèn hạ của kẻ phản diện Mendoza cùng sức mạnh to lớn mà hắn sở hữu, buộc Leon phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đánh bại hắn. Cuối cùng, để tổng kết về bộ phim, nếu bạn muốn tìm tới một bộ anime có cốt truyện được xây dựng vững chắc, đầy đủ các yếu tố hành động, kinh dị, bi kịch và cả hài kịch, thì Garo Hononokokuin, Viêm Khắc Ấn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Đối với những người chưa biết hoặc mới tìm hiểu về dòng phim Garo, cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì trong việc thưởng thức cái hay của phim đem lại. Vì như mình đã nói ở trên thì Garo The Animation là một dự án thu hút những người xem anime biết đến loạt phim Garo. Nên dù là lần đầu bạn xem Garo đi chăng nữa thì cũng sẽ có thể hiểu được đơn thuần đây là bộ phim về những người kỵ sĩ mặc giáp chiến đấu bảo vệ mọi người khỏi quái vật và không gặp rào cản thông tin ngay cả khi chưa xem qua những phần Garo trước đó. Trên đây là bài review của chúng mình về Garo Hononokokuin, Viêm Khắc Ấn. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu bạn thích video này, hãy like và share nó. Đừng quên subscribe cho channel của chúng mình để tiếp tục theo dõi những video mới nhất được tung ra trong tương lai nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。